quá khứ ít ai biết của nữ chính lật mặt 6, diệp bảo ngọc đang là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông khi cô góp mặt trong dự án phim điện ảnh của lý hải lật mặt 6. nhưng ít ai biết trước khi thành công với vai trò diễn viên như hiện tại diệp bảo ngọc từng đăng quang cuộc thi nhan sắc vào năm 2010, nữ diễn viên lật mặt 6 nổi danh từ cuộc thi miss teen 2010, sau đó nhận danh hiệu người đẹp phụ nữ thời đại 2011. trước đây gia đình không ủng hộ người đẹp tham gia vào nghệ thuật nữ diễn viên gặp rất nhiều sự phản đối đến từ bố mẹ trước khi nhận vai diễn điện ảnh đầu tiên diệp bảo ngọc đã góp phần tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình ăn khách sự nghiệp ngày càng thăng tiến nhưng ít ai biết Diệp Bảo Ngọc lại có cuộc sống đời thường nhiều sóng gió. Nữ diễn viên bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi, tuy nhiên đến 3 năm sau thì cả hai đều ai nấy đi. Cũng chính từ đây, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai chung với chồng cũ, Thành Đạt sau đó cũng kết hôn và tạo dựng gia đình mới với Hải Băng, tuy nhiên, Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đều dành sự quan tâm và yêu thương cho nhóc tỷ. Nói về đối với hôn nhân năm 22 tuổi, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, đó là sóng gió đầu đời của tôi, khi đó, tôi đã sống quá cảm xúc, ai cũng khuyên tôi không nên lấy chồng thời điểm đó, nhưng tôi lại tin vào bản thân và lựa chọn của mình đó là một trong những trải nghiệm của bản thân, nếu không có trải nghiệm đó thì có thể không có Diệp Bảo Ngọc của ngày hôm nay, mà có thể vẫn là Diệp Bảo Ngọc được ba mẹ cưng, yêu chiều như tiểu thư. Sau khi thất bại trong hôn nhân, Diệp Bảo Ngọc làm việc chăm chỉ hơn để có kinh tế nuôi dạy con trai. Đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng, mối quan hệ của cặp đôi đã kéo dài hơn 6 năm nhưng chưa một lần công khai với khán giả. Ở tuổi 30 và là mẹ đơn thân của một cái trai, Diệp Bảo Ngọc được khen ngợi bởi nhan sắc tăng hạng, vóc nuột là không thua kém mỹ nhân Vbiz nào, thậm chí cô còn được khán giả ưu ái gọi là ngọc nữ tiếp theo của Vbiz.